Hello anh em đã quay trở lại với Alpha Computer. Vậy là cuối cùng chúng ta cũng đã có được một mẫu card đồ họa tới từ Asrock Tai Chi. Dòng Tai Chi của Asrock chính là một trong những cái dòng gọi là cao cấp nhất mà các bạn có thể chọn mua được. Thì mình sẽ nói sơ qua một chút về phần bên ngoài đi. Thì đây là mẫu card đồ họa AMD Radeon RX 6800XT. Chúng ta sẽ có mẫu card đồ họa đây, phiên bản này đã được OC sẵn từ nhà sản xuất và chúng ta sẽ gọi là hỗ trợ chơi game phiên độ con giải 4K tương đối tốt. Tuy nhiên theo cảm quan đánh giá cá nhân của mình thì mình nghĩ là mặc dù có thể chơi game như vậy 4K hoặc thậm chí là 60fps, thế nhưng bây giờ đa số các màn hình các bạn sử dụng là màn hình kiểu 2K và 144Hz, thì chơi game như phân giải 2K và FPS cao thì sẽ là một sự lựa chọn vô cùng tốt đấy. Chúng ta sẽ có được sẵn 16GB RAM GDDR6 và PCIe 4.0. Dĩ nhiên PCIe 4.0 trên card đồ họa của AMD có từ rất lâu rồi, và chúng ta sẽ tập trung chính vào cái phần hình thức của em nó. Thì nói sơ qua một chút về phần cân nặng đi. Tương đối nặng ấy, mình cái cân của mình thì cân được 2 cân thôi, nên đặt cái cạc này lên thì không cân được nữa, nên mình nghĩ chắc cũng phải tương đối nặng đấy. Và về phần hình thức bên ngoài, chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 quạt. Dĩ nhiên rồi, nhìn cổng cấp nguồn, 3 cổng nguồn 8 pin thì phải 3 quạt nên mới có thể tản nhiệt được. Và quạt ở giữa đây sẽ có cái cánh trong suốt vì đây là khu vực có LED RGB. Toàn bộ trên mẫu card này chúng ta sẽ có 3 khu vực. Đầu tiên sẽ khu vực ở cánh quạt, tiếp theo là khi bạn đặt ngang ra thì cái khu vực đằng trước đây chúng ta sẽ có logo của Tai Chi và một phần LED RGB ở đây nữa. Và dĩ nhiên ở phần gọi là khu vực, đây là khu vực gọi là khu vực backplate ấy, thì sẽ có được hai phần. Thì đây là logo Tai Chi, chúng ta sẽ có LED RGB, và ngay bên dưới là cái chữ Tai Chi thì lại không có LED RGB. Về phần hình thức rồi thì chúng ta sẽ nói đến những cái thông số của mẫu card đồ họa này. Thì ở đây chúng ta sẽ có dual BIOS, tức là sẽ có chế độ performance và quiet. Thì nếu như bạn nào mà thích cái hiệu năng cao gọi là max hết có thể thì nên để chế độ performance, còn nếu mà thích yên nặng thì có thể để sang chế độ quiet. Và cái phần LED, nữa thì có thể có những bạn thích LED RGB kiểu sập sình suốt ngày, tuy nhiên có những bạn là không thích LED RGB thì Asus cũng đã hỗ trợ luôn, ngay cả khu vực bật tắt có sẵn luôn ở trên card đồ họa rồi. Và mình sẽ nói thêm cái khu vực cái cổng xuất hình nữa. Cổng xuất hình các bạn sẽ có tổng cộng là 4 cổng, và trong đấy sẽ có một cổng USB Type-C để các bạn có thể gọi là sử dụng các cái thiết bị màn hình đời mới hiện nay, bởi vì USB Type-C bây giờ đã là một trong những cái gọi là gần như các thiết bị nào cũng có rồi, và các bạn hỗ trợ thì các bạn cắm ra cũng sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Và về phần cái bình thường đây thì vẫn là kiểu PCIe 3.0 4.0 ấy, thì cái khe 16 đây cái kích thước vẫn giống hệt như vậy, các bạn không phải lo cái vấn đề tương tích ngược đối với các thiết bị khác. Và cái khu vực thiết kế đây, khu vực đằng trước này được làm từ nhựa để giảm cái cân nặng cho cái mẫu card đồ họa này, bởi vì các bạn nhìn được cái khu vực ống đồng cũng như là cái, những cái miếng heat sink tản nhiệt là cực kỳ dày đặc để có thể tản nhiệt được cho cái mẫu card đồ họa này. Và thật ra thì cái đây là cái phần mình hơi khó để quay cho các bạn, thế nhưng mà mình vẫn sẽ miêu tả bằng miệng thôi. Đó chính là ở trên cái phần bảng mạch đây sẽ có lắp thêm những cái miếng kim loại nữa. Đầu tiên là để tản nhiệt cho khu vực VRM để cấp điện cho phần GPU, tản nhiệt cho cái phần chip nhớ GDDR6, và để giữ cho cái bảng mạch được thẳng nữa, bởi vì card đồ họa tương đối nặng, nếu như mà không có những cái miếng kim loại được thêm vào như này thì sau một thời gian sử dụng sẽ rất dễ bị uốn cong cái bảng mạch đấy, và khi đấy sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề đó chính là phần độ bền. Rồi về phần nhiệt độ thì sao? Cái phần nhiệt độ thì dĩ nhiên khi mình đã bật sang chế độ gọi là performance rồi thì nhiệt độ của card đồ họa này khi mình firmware sẽ rơi vào khoảng chừng 70 độ C trong nhiệt độ phòng điều hòa là 26 độ, và cái mức điện năng tiêu thụ sẽ rơi vào khoảng chừng 290W. Thì có thể là một số bạn nào mà mua về mà sử dụng thì những cái mức điện năng có thể thay đổi hoặc là cộng trừ 10%, đây là khi mình chưa OC. Còn đối với những bạn nào đã OC rồi thì cái mức nhiệt đấy nó có thể biến thiên theo một cái chiều gọi là không thể tính trước được. Và bộ nguồn theo như hãng đề xuất sẽ rơi vào khoảng chừng 800W công suất thực. Nhớ nhé, 800W nhưng phải là công suất thực thì mới có thể sử dụng được. Và bây giờ thì mình sẽ review tiếp các thành phần linh kiện khác. Sau khi mà mình lắp cạc lên đây thì anh em đã nhìn thấy được toàn bộ các thiết bị ở bên đây. Wow, đẹp đúng không? Kiểu giờ LED RGB đi mọi nơi. Và để tương xứng so với RX 6800XT thì CPU được mình lựa chọn đó chính là CPU AMD Ryzen 5 5600X. Chúng ta sẽ có một mẫu CPU có 6 nhân máy luồng xử lý. Tạm khoan cái vấn đề mà ông nào bảo nghẽn cổ chai, bởi vì AMD bây giờ đã làm rất tốt. Họ đã cải tiến được vấn đề đơn nhân và đa nhân lên cao hơn rất nhiều khi so với thế hệ tiền nhiệm. Thế nên CPU AMD Ryzen 5 đi với lại card đồ họa RX 6800XT là hoàn toàn ổn và không có bất kỳ một hiện tượng nào nghẽn cổ chai. Tuy nhiên, một số bạn vẫn có thể cảm thấy là 6 nhân hơi ít để các bạn có thể làm việc và render thì hoàn toàn có thể nâng cấp lên CPU AMD Ryzen 7, miễn sao là các bạn cảm thấy thích và ví tiền các bạn đồng ý với việc đó. Và mẫu main được mình lựa chọn đây cũng đã được chuẩn bị sẵn cho cái vấn đề đó. Đó chính là mẫu main tới từ MSI B550 Tomahawk. Mẫu main này có hệ thống tản nhiệt cho khu vực VRM, tức là khu vực
cấp điện cho CPU là cực kỳ tốt để các bạn có thể nâng lên được một mẫu CPU, đó chính là Ryzen 7 hoàn toàn ổn. Và tản nhiệt mình đã chuẩn bị luôn cho vấn đề đấy, đó chính là tản nhiệt nước All in One tới từ Corsair. Thì đối với mẫu tản nhiệt này thì nếu mà chỉ tản nhiệt cho CPU AMD Ryzen 5 phải công nhận là hơi thừa một tí, nhưng nếu như mà chúng ta nâng từ Ryzen 5 lên Ryzen 7 thì như thế là vừa đẹp luôn. Về phần RAM thì sao? RAM chứ là hiện tượng chính gây ra nghẽn cổ chai chứ không phải là liên quan đến CPU hay là về phần GPU VGA. Thì RAM được mình lựa chọn sẽ là hai thanh 16GB với tổng dung lượng là 32GB luôn. Các bạn vẫn có thêm hai khe nữa để có thể nâng cấp thêm. Thì bus RAM đã là 3200, thì đối với CPU của AMD, bus RAM hỗ trợ tốt nhất theo như mình đánh giá là khoảng từ 3000 đến 3600 là hiệu năng được cảm thấy ổn định nhất, và mình chọn ở mức giữa giữa vậy thôi. Mức bus RAM là 3200 để cho cái mức chi phí đầu tư các bạn diễn ra được một cách là hoàn toàn ổn nhất. Còn nguồn sẽ là nguồn Corsair RM850, cao một chút so với đề xuất tới từ hãng. Và vỏ cây tới từ Corsair, đây vỏ cây Corsair 4000D cực kỳ to để có thể đặt vừa em càng đọc họa tai chi cực kỳ dài chúng ta. Và mình có lắp thêm một hệ thống quạt led nữa để mình có thể gọi là airflow bên trong bộ PC được tốt hơn, để tránh gây ra cái hiện tượng gọi là bí hơi và làm cho các thiết bị bên trong bị quá nhiệt. Và bây giờ mình sẽ test game trên độ phân giải 2K để các bạn có thể thấy được là theo những lời mình nói là CPU AMD Ryzen 5 5600X đi với cả đồ họa RX 6800T không hề nghẽn cổ chai nha. Sau khi mà mình cộng toàn bộ các chi phí kể cả phần SSD cũng như quạt led RGB thì mức giá của bộ PC rơi vào khoảng chừng từ 65 tới khoảng 66 triệu đồng. Thì đây là một mức giá theo như mình đánh giá là rất tốt để các bạn có thể chơi game trên độ phân giải 2K hoặc thậm chí là 4K. Và nếu như bạn nào quan tâm thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để các bạn có thể click vào chọn mua. Và nếu như bạn nào cảm thấy ưng ý lắm rồi thì đường link cũng ở ngay dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào và mình sẽ tư vấn và ship hàng cho các bạn. Và nếu như bạn nào mà không thích ship hàng, thích đến tận nơi thì các bạn có thể tới ngay tất cả các địa chỉ của Alphard Computer để dinh ngay em nó về cho nóng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Alphard có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.